Chưa có nhiệm kỳ nào mà cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý lại mắc sai phạm và bị xử lý nhiều như là nhiệm kỳ 12 của Đảng. Đã có hơn 70 cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, khởi tố, và mới đây nhất là Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉnh đốn Đảng. Ai có công thì xứng đáng được biểu dương, nhưng với những ai lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước, đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân thì dù là ai cũng phải xử lý, kể cả đã về hưu. Nhiều vụ án lớn tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản nhà nước, và người chịu trách nhiệm chính là những cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trước kia, dư luận có suy nghĩ họ là những vùng cấm và dâm gian tin đồn, không biết họ là ai, khó điểm tên chỉ mặt và có thể xử lý nội bộ trong Đảng. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng với sự vào cuộc quyết tâm hơn của các cơ quan Đảng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì nhiều cán bộ cấp cao đã bị cách chức, thậm chí một ủy viên Bộ Chính trị hiện đang phải ngồi tù. Bây giờ mỗi lần họp Ủy ban Kiểm tra hay là có cái tòa án là tuyên bố cái gì là nhân dân rất quan tâm, dư luận rất quan tâm. Hôm sau là hàng loạt những cái bình phẩm trên mạng, đúng không ạ? Một mặt là rõ ràng rồi, không ai phủ nhận được. Bên ngoài người ta cũng đánh giá cao, thưa các đồng chí. Các nước mà các đồng chí đi công tác nước ngoài thì đều thấy các nước người ta cũng ca ngợi chúng ta. Nói chứ ca ngợi thì có thể mình tự vơ vào chăng, nhưng người ta đánh giá cao cái công tác đấu tranh chống tiêu cực của chúng ta. Có nhiều nước cũng chưa làm được đâu. Đã có 123 tổ chức đảng bị kỷ luật với gần 8.000 đảng viên. Kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Có thể lấy ví dụ, dù đã về hưu, nhưng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vẫn bị thi hành kỷ luật. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son sắp tới phải hầu tòa, hay mới nhất là khởi tố Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Có thể nói đến nay không phải hơn 70 cán bộ cao cấp đâu. Hơn 80 cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã phải xử lý kỷ luật. Trong đó có cả Ủy viên Trung ương khóa 11 và Ủy viên Trung ương khóa 12. Gần 20 rồi, và gần 30 tướng lĩnh sĩ quan trong quân đội và công an, để chúng ta thấy một con số đau lòng như vậy. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, hai anh bộ đội Cụ Hồ luôn đẹp đẽ trong mắt nhân dân, khi họ là người đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Nhưng chắc chắn, Đảng, Nhà nước sẽ kiên quyết loại bỏ những cán bộ cấp cao, dù là bất kỳ ai, đã phai nhạt lý tưởng, không còn tha thiết cống hiến cho sự trong sạch, vững mạnh của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển trong thời kỳ mới.